Thưa quý vị, nhiệm kỳ qua, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Hưng đã đoàn kết chung lòng vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 6,7%, tăng thu ngân sách bình quân 15% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Đây là những kết quả nổi bật nhất trong 17 trên 21 chỉ tiêu đạt và vượt mà nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua đã đề ra. Điều đó không chỉ minh chứng cho những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Hưng, mà còn là tiền đề quan trọng để nhiệm kỳ 2020-2025 được kỳ vọng có nhiều đột phá cả về nhân sự, mục tiêu và nghị quyết của đại hội trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tôi gửi gắm niềm tin tưởng đến các cái vị đại biểu dự đại hội phải sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, rồi về trí tuệ, đảm bảo tiêu chuẩn, có tính kế thừa và phát triển để bầu vào ban chấp hành khóa mới, nhằm để phát huy tiềm năng và lợi thế của huyện nhà trong cái thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội. Lãnh đạo đại hội nhiệm kỳ mới này là cần quan tâm sâu sắc và nhiều hơn về kinh tế tập thể. Trong đó có các tổ hợp tác và hợp tác xã. Trong nhiệm kỳ mới này của huyện đảng bộ thì làm sao cố gắng có cái đầu ra của nông sản được ổn định để bà con an tâm là lao động sản xuất, để phát triển nông thôn huyện nhà ngày càng giàu đẹp. Cùng với sự kỳ vọng, cán bộ đảng viên và nhân dân nơi đây đều ra sức thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng đại hội. Về Tân Hưng hôm nay, một điều dễ nhận thấy rằng diện mạo nông thôn nhiều khởi sắc, tạo nên sức bật mới của một huyện biên giới đang trên đà phát triển. Sự đổi thay này không chỉ ở những công trình trọng điểm, chương trình đột phá, mà còn phát huy thế mạnh của địa phương trong phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong cái nhiệm kỳ tới thì cũng xác định cái chương trình đột phá thì có hai cái chương trình đột phá, đó là huy động mọi nguồn lực rồi xây dựng cái hệ thống hạ tầng giao thông. Cái chương trình đột phá thứ hai đó là nâng chất rồi mở rộng cái diện tích thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu cái ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện, và đồng thời cũng đề ra 18 cái tiêu chí chủ yếu trên các lĩnh vực để triển khai thực hiện trong cái thời gian tới. Với định hướng phù hợp trong giai đoạn 2020-2025, cùng sự quyết tâm năng động sáng tạo, tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Hưng sẽ có những bước tiến vững chắc trên mọi lĩnh vực, trở thành một trong những huyện biên giới phát triển nhanh, bền vững của tỉnh nhà.